Xin chào tất cả các bác. Em tranh thủ lên sóng test nhanh cái bộ dàn Denon, model là M2 đang ghép với cặp loa Denon 016 M06. Loa đẹp, đầu cũng đẹp các bác nhé. Con này chạy full tất cả các tính năng CD, MD, AUX, cái nội thoại máy tính vào cổng 3.5. Ba tính năng chính anh em nhé. Loa đẹp luôn. Loa bass 12 đẹp gân cao su zin nguyên bản. Bass chắc đánh rất là hay. Con này thì em đánh giá là hay trong tầm giá các bác nhé. Giá của con này cũng không quá cao đâu. Bây giờ em sẽ test cái cổng AUX trước các bác nhé. Mời các bác trải nghiệm chất âm của bộ dàn. Lối buồn xưa băng lâu lánh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi buồn lạnh mềm. Chim muôn buồn dù nhau bay về đâu, ngẩn ngơ lũ vườn gọi nhau. Nào nhưng khi ôm thép súng tê tay đắm con kiếm sáng ánh đèn từ sương mai. Mẹ biết nó bây giờ khi con ngồi phố nhỏ, gió hè mưa thề một khi con về quê. Ok, em test đĩa CD em nhé. Con này em đánh giá đọc tốt đĩa, đọc tốt đĩa chuẩn, đĩa không xước nhiều, còn những đĩa xước quá nó có bị vấp anh em nhé. Còn đĩa bình thường thì đọc ok luôn, đĩa là nó xước quá thì nó hơi bị vấp một chút xíu đó. Test cái CD của nó đã đọc bài rồi anh em nhé, khá là nhanh. Em chuyển bài ok, bắt đọc khá là tốt. Em test đến cái MD nhá. MD anh em ấn vào chữ MD đây. Đã đọc bài. MD CD đọc tương đối là ok hết các bác nhá. Chuyển bài này. Arigato kimi ga. Ok, đọc bài chuyển bài rất nhanh. Ok anh em nhá, CD mới đây có thứ là đều ok rồi. AUX vừa rồi em cũng test ok rồi các bác nhá. Tất cả cái tính năng hiện tại đều đang chạy tương đối là ok. Rồi, em trở về chế độ AUX, ấn nút chữ AUX không rồi nhá. Rồi. Bộ dàn này thì tổng thể cũng rất là đẹp, loa vuông vắn đẹp. Đầu máy đẹp. Để quay luôn. Cái cam còn tương đối đẹp. Mọi thứ cũng tương đối là hoàn hảo với bộ dàn này anh em nhé. Đầu máy cũng rất đẹp, loa cũng rất sâu, hậu khá là sâu, hậu dương khoảng 20 chắc khoảng 27, 28 gì đấy, khá là sâu. Cùng vách cũng ok hết các bác nhá, đẹp luôn. Loa M06 gần M2, đây là cổng cắm AUX này, đây cổng có cả cổng sụp điện anh em nhá. Con này có hỗ trợ sụp điện. Rồi, ok, xin phép báo giá với các bác với bộ dàn này. Trung Kiên Audio đang bán với giá là 1.450.000. Giá em báo đã gồm đầy đủ phụ kiện là đổi nguồn và dây rắc cho anh em chơi điện thoại máy tính qua cổng 3.5. Anh em mua hàng theo hai hình thức, một là chuyển khoản hết, hai là chuyển khoản cọc. Nếu như anh em chuyển khoản cọc, anh em cọc giúp em với bộ dàn này là 300.000. Còn với như những cái đơn hàng mà chuyển khoản đủ luôn 1.450.000 thì bên em sẽ bao ship luôn đến tất cả anh em. Nếu như em có nhu cầu lấy thêm bộ chân kê thì anh em giải em tiền ship. Còn nếu như anh em mà không lấy chân kê thì em sẽ bao ship nhá. Em đính chính lại một tí cho nó chuẩn. Đấy. Anh em có thể lấy chân kê cũng được, hoặc không lấy chân kê thì em bao ship. Còn lấy chân kê thì thôi anh em giảm cho em tiền ship và cũng vài chục nghìn thôi.
Mọi chi tiết hệ mua hàng anh em liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số Zalo 0975 575 262. Bộ dàn này khá đa năng, có thể chơi tốt tất cả các thể loại nhạc, bao gồm các cái dòng nhạc DJ remix, chơi đều tương đối ok. Các dòng này bô lên hô đánh cũng rất là tốt, loa hậu khá là sâu, tiếng bass hay trong tầm giá các bác nhé. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip test tiếp theo của Trung Kiên Audio.